Chắc anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2017. Mở đầu phần điểm tin của ngày hôm nay là việc ông Trump và đã đề cử ông Philip Biden làm Bộ trưởng Hải quân. Thì theo hãng thông tấn Reuters thì vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ là ông Donald Trump đã đề cử ông Philip Biden là một cựu sĩ quan tình báo và doanh nhân có kinh nghiệm về Á Châu, đặc biệt là ở Trung Quốc, làm Bộ trưởng Hải quân. Thì trong thông cáo, Tòa Bạch Ốc mô tả ông Biden là một lãnh đạo doanh nghiệp thành công, là một cựu sĩ quan tình báo quân đội. Và cũng theo thông cáo thì ông Biden được cho là sẽ mang lại vai trò lãnh đạo chiến lược, quy tắc đầu tư, sự am hiểu mạng và khu vực Á Châu cũng như là Thái Bình Dương cho Bộ Hải quân. Ông Biden từng làm sĩ quan tình báo cho lục quân Mỹ từ năm 1986 đến năm 1996 và chỉ vừa mới nghỉ hưu với tư cách là thành viên đồng sáng lập của công ty tên là HarbourVest, là một công ty góp vốn tư nhân toàn cầu và đã có mặt tại Hồng Kông. Hiện nay thì ông Biden đang là giám đốc của tổ chức Học viện Hải quân Mỹ và ủy viên quản trị thuộc tổ chức Trường Chiến tranh Hải quân. Và chuyển sang phần tin thứ hai thì Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng là tra tấn là có hiệu quả. Thì bên cạnh việc ký sắc lệnh liên quan tới vấn đề di trú trong ngày hôm qua, thì trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News được đưa lên truyền hình vào tối ngày thứ Tư, thì Tổng thống Donald Trump cho rằng tra tấn là có tuyệt đối là có hiệu quả. Và ông từng nói ra nhận định này trong thời gian tranh cử, và bây giờ thì một lần nữa ông nhấn mạnh rằng quan điểm bị nhiều người coi là rất sai lầm này. Ông cho biết thì đã hỏi ý kiến của rất nhiều giới cao cấp tình báo là việc trấn nước, hay tiếng Anh còn gọi là waterboarding, là các biện pháp tra cứng khác có hiệu quả hay không, và câu trả lời của họ là có, nhất định là có. Tổng thống Mỹ cũng cho biết rằng sẽ theo quan điểm với Bộ trưởng Quốc phòng là ông James Mattis và giám đốc của CIA là ông Mike Pompeo về việc là có nên tái lập biện pháp tra tấn hay không. Vào hồi tháng 2 năm ngoái thì ông Trump cũng nói rằng tra tấn có hiệu quả và ông có thể sẽ tái lập những biện pháp còn nặng hơn là việc trấn nước. Trong thời gian tranh cử thì ông nói rằng trấn nước có lẽ là chưa đủ mạnh và để đối phó với đe dọa của nhóm ISIS. Và người ta vẫn lo ngại rằng ông Trump sẽ cho thấy hủy hoại của thể chế dân chủ và lý tưởng nhân quyền của nước Mỹ. Tra tấn chính là sự vi phạm nhân quyền, không được cộng đồng quốc tế chấp nhận. Một số những biện pháp mà ông Trump mới ban hành nhằm giới hạn việc phổ biến và thu thập thông tin từ cơ quan bảo vệ môi trường, gọi tắt là EPA và Bộ Nông nghiệp, bị coi là những vi phạm quyền tự do ngôn luận và báo chí. Chuyển sang thông tin thứ ba, thì ngay sau khi tân Tổng thống Mỹ vừa ký sắc lệnh xây tường rào dọc biên giới Mexico, thì Tổng thống Mexico là ông Enrique Peña Nieto tuyên bố rằng nước này sẽ không trả tiền xây tường biên giới. Theo bản tin của BBC, thì trong thông điệp gửi tới toàn cầu, Tổng thống Mexico khẳng định là Mexico sẽ không trả tiền cho bức tường của ông Trump. Tổng thống Nieto cho biết là ông rất thất vọng trước kế hoạch xây bức tường biên giới của Mỹ và cho rằng Mexico không tin bức tường này sẽ giúp giải quyết được vấn đề về người nhập cư. Tuy nhiên, thì trong lúc tuyên bố này, Tổng thống Mexico đã không đề cập đến việc là sẽ hủy hoặc là hoãn chuyến thăm Washington vào ngày 31 tháng 1 tới đây để gặp ông Trump, dù có một số nguồn tin cho rằng có thể là ông sẽ hủy chuyến đi này. Và thưa quý vị, đúng như vậy, thì vào tin cập nhật vào sáng ngày hôm nay, thì theo tin của đài CNN, thì Tổng thống Mexico đã xác nhận là sẽ hủy bỏ chuyến thăm Mỹ sắp tới. Và cũng trong sáng nay thì ông Trump cũng cho biết rằng ông không cần phải có buổi gặp mặt với người đứng đầu Mexico nếu như mà ông Nieto cứ tiếp tục khăng khăng rằng Mexico sẽ không trả tiền xây tường. Và nói lại, vào ngày hôm qua thì ông Trump đã ký sắc lệnh cho xây tường rào dọc biên giới Mexico và khẳng định Mexico sẽ phải trả tiền để xây bức tường. Và việc xây dựng bức tường dài khoảng hơn 303.000 km chạy dọc theo biên giới với Mexico là một trong những đề xuất chủ chốt của ông Trump trong chiến dịch vận động tranh cử, với chi phí mà ông ước tính là khoảng 8 tỷ đô la và Mexico sẽ phải thỏa trả kinh phí này. Ngoài ra thì ông cũng cam kết là buộc các thành phố ở dọc biên giới phía Nam cho người nhập cư trái phép cư trú phải hợp tác với cơ quan chức năng để trục xuất những người này. Và chuyển sang phần tin thứ tư thì cũng liên quan tới việc mà Tổng thống Mỹ vừa ký sắc lệnh về việc xây bức tường, thì trong ngày hôm qua, đường phố ở New York đã chật cứng người khi hàng ngàn người đã xuống đường tham gia cuộc biểu tình khẩn cấp để phản đối chính sách hạn chế nhập cư và xây tường biên giới của ông Trump. Theo bản tin của The New York Daily, thì đã hàng ngàn người đã tập trung tại Washington State Park ở Manhattan, hô to các khẩu hiệu như là không ngăn cấm, không xây tường, hay là không cam ghép và không sợ hãi, và người nhập cư được chào đón ở đây. Những biểu ngữ cũng kêu gọi việc bảo vệ quyền lợi cho người Hồi giáo, cũng như là tiếp tục tiếp nhận người tị nạn từ Syria, cũng như những người tị nạn từ các quốc gia Hồi giáo khác đang chìm trong xung đột. Cuộc biểu tình do các nhà hoạt động và chính trị gia của thành phố New York tổ chức,
Và dự kiến trong những ngày tới thì ông Trump cũng sẽ ban hành các sắc lệnh hành pháp, hạn chế tiếp nhận người tị nạn và ngăn cản việc cấp thị thực cho những người đến từ các nước có đa số dân theo Hồi giáo, như là ở Trung Đông và Bắc Phi, trong đó thì có Syria, có Sudan, có Somalia, Iraq, Iran, Libya và Yemen. Chuyển sang phần tin cuối cùng của ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có phản ứng tích cực đối với một loạt các sắc lệnh hành pháp cho Tổng thống Donald Trump vừa ký ban hành trong 3 ngày đầu tiên. Tại thị trường chứng khoán New York vào ngày hôm qua thì chỉ số Dow đã lên đến 146 điểm và lần đầu tiên là vượt mức 20.000. Chứng khoán của Boeing và IBM có phần chính trong sự phục hồi này. S&P 500 và Nasdaq cũng đạt rất mức cao. Và trưởng ban phân tích thị trường của Think Markets là ông Nassim Aslam nhận xét rằng các nhà giao dịch đang chờ đợi để biết thêm chi tiết và chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và bây giờ họ đã nhận rõ được dạng thức. Vào trong ngày thứ ba thì Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh cho phép TransCanada dễ dàng xây dựng đường ống dẫn dầu có tên là Keystone XL và Energy Transfer Partners hoàn thành đoạn còn dang dở của đường ống Dakota Access. Chứng khoán của khu vực này vượt liệu đến 2.5% sau khi các lệnh này được ký. Kinh tế gia của trưởng ban thị trường của Fifth Standard Financial là ông Peter Canalo cho biết một số các sắc lệnh là tốt, đặc biệt là những việc gỡ bỏ quy định. Và những cái khác hay còn là dấu hỏi, chẳng hạn như là việc sắc lệnh của ông Trump về việc xây tường biên giới Mexico và vấn đề sẽ ảnh hưởng như thế nào tác động đến NAFTA, tức là Hiệp định Tự do Mậu Dịch của Bắc Mỹ. Một lý do khác về tình hình tốt đẹp ở thị trường chứng khoán là do các nhà đầu tư chú ý đến kết quả trong quý 4 của một số các công ty xí nghiệp, như là Boeing, United Technologies đều có mức lời và biểu mức bán là đạt dự đoán. Công ty như AT&T, eBay, Qualcomm, F5, Networks, Lafayette Stand, Vertex Pharma và Western Digital ở một trong số những công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh khả quan trong năm nay. Vừa rồi là phần điểm tin của buổi sáng ngày hôm nay, thứ năm ngày 26 tháng 1 năm 2017. Chắc anh kính chào và hẹn gặp lại. Phóng xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.